Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Vừa cà phê sáng xong thì tới thời sự thế giới liên tục để tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ 6 hôm nay cuối tuần. Cuối tuần này quý vị làm gì? Mong rằng quý vị có một cuối tuần thật là tuyệt vời, coi như là mình chạc lại điện để chuẩn bị cho ngày thứ 2. Tuy nhiên thời tiết sẽ rất đẹp để quý vị đi chơi ở khắp nơi. Tuy nhiên cẩn thận, bởi vì nếu quý vị book đi những chuyến mà bằng Spirit Airlines hoặc là các hãng máy bay thì cũng hơi phiền, bởi vì chúng tôi có những tin tức liên quan đến việc mà cách ly rồi và phong tỏa, chưa kể là tình trạng mà thiếu công ăn việc làm. Nói đến công ăn việc làm thì Bộ Lao động ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay chính thức công bố về số công ăn việc làm trong tháng 7 vừa qua. Và tháng 7 là tháng thứ nhì liên tiếp mà nước Mỹ tạo được gần 1 triệu việc làm. Tháng 6 cũng gần 900.000 và đến tháng 7 vừa rồi, công ăn việc làm đã lên tới 943.000 công ăn việc làm. Trước đó, trước khi Bộ Lao động đưa ra các con số chính thức, con số của chính phủ liên bang, con số thực, thì có những cái ước tính, thưa quý vị, và các kinh tế gia họ nhìn các hoạt động hãng hàng không, nhà hàng, các dịch vụ và công ty thuê mướn, thì họ đưa ra cái ước tính vào khoảng 845.000 việc thôi. Nhưng mà 845.000 việc cũng là nhiều lắm. Thì họ nghĩ rằng chắc chắn, bởi vì thứ nhất, tiền thất nghiệp chấm dứt. Thứ hai đó là công ăn việc làm đầy hết để những công nhân này tha hồ lựa chọn những việc mình làm. Mặc dù có những cái chuyện mà thuyên chuyển, rồi có những công nhân họ vẫn ở lại cho đến khi hoàn toàn chấm dứt cái tiền trợ cấp thất nghiệp vào tháng 9. Thế nhưng đến giờ phút này thì nhiều người đã quyết định quay trở lại làm việc và họ thấy tình hình cũng dễ thở hơn. Và đó là lý do công ăn việc làm đã tăng tới 943.000. 943.000 vượt quá mức dự đoán của các kinh tế gia là 845.000, đưa tỷ lệ thất nghiệp từ 5,7% xuống còn 5,4%. Và cái con số này sẽ còn tiếp nối nữa, bởi vì chúng ta bắt đầu bước vào mùa thu, đi học trở lại, thầy cô giáo quay trở lại, các trường tư, các trường dạy kèm, thêm các công việc làm nữa. Và bắt đầu bước vào mùa thu, chúng ta dần dần bước vào tới mùa cuối năm mua sắm. Cho nên từ bây giờ đến cuối năm nay và thậm chí tới đầu năm sau, công ăn việc làm sẽ còn tiếp tục phát triển. Và qua đó, mặc dù có nhiều tin tức liên quan đến biến chủng Delta gây bi quan cho người Mỹ, rồi các tiểu bang, chúng tôi có thêm các bản tin này để gửi đến quý vị. Thế nhưng ngay trong lúc này, thì giới đầu tư của thị trường chứng khoán Dow Jones đang hưởng thụ cái tin tức tốt về công ăn việc làm. Dow Jones lên 148 điểm. Ngược lại, bên phía Nasdaq ngày hôm nay họ bán để kiếm lời, bởi vì Nasdaq, cái khu vực công kỹ nghệ cao đó, thưa quý vị, trong thời gian qua tăng rất mạnh. Ngày hôm nay thì xuống 86 điểm. S&P 500 lên 3 điểm. Thị trường của Nhật Bản lên 91, Hồng Kông xuống 25, Thượng Hải xuống 8 điểm mà thôi. Còn trái phiếu 10 năm hôm nay tiếp tục tăng trong thời gian qua. Giới đầu tư thấy công trái phiếu không có lợi nhiều cho nên họ không có mua. Vì không có mua cho nên họ tiếp tục mà tăng cái phân lời 1,3%, 1,297. Giá dầu xuống 78 cent, 68 đồng 31 cent và vàng xuống tới 34 đồng 90 cent, 1.765 đồng. Dạ vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay đó thì quý vị khi ra đường là thấy là trời không có nắng nhiều, âm u,
Chính vì vậy mà buổi trưa ở tại Westminster với Garden Grove, nhiệt độ hôm nay lên cao nhất cũng chỉ có khoảng 78 độ thôi thưa quý vị, giảm rất nhiều so với nguyên tuần vừa rồi. Và nhiệt độ như thế này đó sẽ giữ luôn qua đến 2 ngày cuối tuần, trung bình là chỉ khoảng có 76 đến 78, khá mát mẻ. Và cái cuối tuần này đó thì trời cũng có nhiều gió hơn thưa quý vị, khoảng trung bình 10 đến 12 dặm một giờ. Và những ngày này thì buổi sáng trời nhiều mây, âm u, cho nên là quý vị cũng thấy là mát mẻ. Nhưng mà bắt đầu qua đến tuần tới đó thì cái nhiệt độ nó lại tăng trở lại, quay trở về với cái mức vốn có là vào khoảng 84 cho đến 86 độ từ tuần sau thưa quý vị. Liên quan đến việc chích ngừa và đeo khẩu trang thì sáng ngày hôm nay công ty United Airlines, hãng hàng không United Airlines tuyên bố yêu cầu 67.000 nhân viên của hãng phải chích ngừa. Và tiến trình chích ngừa họ cho phép từ ngày hôm nay cho tới ngày 25 tháng 10 là phải chích ngừa đầy đủ. Nếu không thì những người này sẽ phải ở nhà. Hiện nay thì United Airlines không đưa ra quyết định là có sa thải hay không. Sau khi ngày hôm qua hãng thông tấn CNN có trụ sở ở New York đã sa thải 3 nhân viên. Sau khi họ kiểm tra và biết được 3 nhân viên này không chịu chích ngừa mà vẫn đi làm. Người tổng giám đốc CNN tuyên bố họ có một quy định của công ty không chấp nhận và không để bất cứ một cái khoảng trống nào trong cái việc mà chích ngừa. Có nghĩa là một khi quy định đã đưa ra, nếu không chích ngừa thì đừng đi làm. Và ba nhân viên này vẫn tiếp tục đến sở làm để mà làm, chỉ vì thế bị sa thải. Cho nên cái chuyện chích ngừa và đeo khẩu trang tiếp tục sẽ trở thành một cái vấn đề lớn hiện nay đối với các quy định. Thế nhưng thưa quý vị, chính sách phép vua thua lệ làng vẫn xảy ra. Có tiểu bang thì yêu cầu, có tiểu bang vẫn chống đối. Vâng, và tiếp tục với các bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay đó, sở cứu hỏa ở tại phía đông thành phố St. Louis cho biết là họ đã phải dập lửa ở một cái tòa building apartment, nhưng mà hậu quả để lại rất là nặng nề, đó là 5 đứa nhỏ trong cái căn nhà này đều đã bị thiệt mạng. Rồi thưa quý vị, thì 5 đứa nhỏ này độ tuổi rất là nhỏ, chỉ từ 2 cho đến 9 tuổi mà thôi. Và khi mà xảy ra hỏa hoạn thì không có một người lớn nào ở nhà cả. Tin tức ghi nhận được tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ, 50 tiểu bang đã đưa ra quyết định yêu cầu các sinh viên, kể cả những sinh viên vừa được nhận vào từ trung học, sinh viên